Thời gian gần đây, các bạn trẻ ngày càng quan tâm và thích thú với những món đồ handmade. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm với nhiều dịp lễ, thì làm đồ handmade bằng kẽm nhung đang trở thành xu hướng mới được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Kẽm nhung là những sợi kẽm mềm trong lõi, bên ngoài được bọc lớp lông mềm mịn, nhiều màu sắc khác nhau. Chỉ với vật liệu đơn giản như vậy, các bạn trẻ có thể uốn nắn, sáng tạo ra rất nhiều những món đồ trang trí với đa dạng kiểu dáng và bắt mắt về màu sắc. Cái thứ nhất là phía em là học sinh, thì cho nên là kẽm nhung nó là một cái phần quà mà có một cái giá thành rất là hợp lý để mà mình có thể làm nên những cái phần quà tặng. Kẽm nhung thì nó cũng có rất là nhiều màu sắc, thế cho nên là mình nhìn vào mình thấy sự bắt mắt và mình có thể tự làm ấy. Thì cái sự tự làm đấy thì nó có thể là đem lại những cái giá trị về ý nghĩa, về tinh thần rất là nhiều. Trong những cái dịp lễ Tết thì em có thể là dùng kẽm nhung để làm quà tặng cho các bạn. Thì những cái đồng món đồ mà bằng kẽm nhung thì mình có thể sáng tạo rất là nhiều thứ, như là cây, hoa, rồi đồ vật. Nói chung là mình có thể tùy vào cái sức và tùy vào bản thân mình có thể sáng tạo những món đồ quà tặng cho bạn. Đặc biệt, hiện nay là thời điểm gần đến dịp lễ Giáng sinh. Những cây thông làm từ kẽm nhung đang thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm và lựa chọn để trang trí nhà cửa hay nơi làm việc. Khác với những cây thông Noel trước đây, được làm thủ công bằng vải hay bìa cứng, cây thông Noel khi được làm bằng kẽm nhung có độ bền cao, màu sắc rực rỡ hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần quấn giấy bìa thành hình chóp nón, sau đó uốn kẽm nhung thành hình giọt nước và dán vào bìa giấy, trang trí thêm đèn hay phụ kiện khác là đã có thể tạo ra cây thông Noel handmade rực rỡ cho đêm Giáng sinh với giá cả phải chăng. Bây giờ là đến dịp lễ Noel thì mình thấy các bạn ấy hay làm cây thông này, bằng quế này. Nhưng mà các dịp khác thì các bạn có thể làm hoa, làm rồng, làm mèo. Nói chung là rất là nhiều thứ, mọi thứ đều có thể làm từ kẽm nhung nữa. Kẽm nhung thì giá cũng rất là vừa phải thôi. Một bó tầm 100 kẽm thì giá khoảng 23-24. Để mà làm một cây thông như thế này thì mình sẽ mất khoảng 30.000-40.000. Nói chung là cái giá làm kẽm nhung rất là vừa phải vừa với mọi người. Làm đồ handmade từ kẽm nhung cũng là một công việc đòi hỏi sự linh hoạt, tỉ mỉ và sáng tạo của người làm. Phải tưởng tượng ra cách uốn nắn kẽm như thế nào để cho ra hình dáng như ý, rồi dán các chi tiết vào nhau, sao cho món đồ trông thật đẹp và tự nhiên. Trước kia bọn mình đã bán kẽm nhung online từ khá là lâu rồi, nhưng mà dạo này thì kẽm nhung này nó hot trend lên, cho nên là bọn mình đã quyết định làm một cửa hàng và cũng được các bạn học sinh và những người thích làm đồ handmade ủng hộ rất là nhiều. Chứng tỏ là cái kẽm nhung này đang gần như là hot nhất trong các loại mô hình mà làm thủ công rồi. Bên mình còn có cả cái dịch vụ là làm kẽm nhung ngay tại cửa hàng. Các bạn có thể đến và trải nghiệm và làm cùng các bạn trong cửa hàng. Đó cũng chính là điểm khiến kẽm nhung được nhiều bạn trẻ yêu thích. Vì qua nó, họ có thể tạo ra những món đồ handmade thể hiện được cá tính riêng của mình. Không những thế, những món đồ handmade từ kẽm nhung cũng trở thành những món quà ý nghĩa cho gia đình, người thân, bạn bè vào mỗi dịp lễ.